Xin chào cái tình yêu của CC. Bộ này thì không còn điểm nào có thể chê được đúng không ạ? Mê lắm luôn đó các tình yêu. Mùa hè đã đến rồi. Bạn nào mà chịu mặc như vậy thì mặc chung với CC. Thật là đẹp ha. Bộ này CC mặc là size X small. Nhưng mà cái váy CC mặc vừa y à, nhưng mà với cái áo thì nó chật. Nhưng mà CC không có mua được size small. CC có hai bộ size medium, một bộ size X small. Thì size X small CC đang mặc đây. Cái váy thì rất vừa nhưng cái áo hơi chật một chút. Nếu muốn mặc thì cũng được chứ không phải là không đâu. Còn cái này là nó bấm vô trong cái thịt của CC, nó đưa cái cục thịt này ra, CC không thích. Đó, nếu nó là size medium thì CC nghĩ nó ra như vậy này nó mới là đẹp ha. Hoặc là để CC mặc thử cái medium coi như thế nào. Đó, thì đây. Cái này là vải thun cho nên là dễ mặc lắm. X small, small các bạn đều mặc được. Chỉ có cái là cái ngực cái chỗ này nó quá lớn cho nên nó bấu vào trong thịt CC thì làm cho CC không thích thôi ha. Đó, chứ nếu các bạn thích thì ok. Bộ CC đang mặc là X-mo, hai bộ kia là medium. Thật đẹp ha. Thì với cái áo này các chị em cần khoác thêm một cái áo sơ mi trắng là sẽ rất đẹp luôn. Mang giày trắng nữa ha. Đi du lịch các nơi chơi như vậy tuyệt vời luôn, không còn điểm nào để chê luôn. Nếu không có cái áo sơ mi khoác thì nhìn nó có vẻ hơi sexy quá cho ban ngày ha. Thí dụ như lỡ mình đi du lịch chơi thì có người lớn tuổi này nọ thì nói chung là cần khoác thêm một cái áo khoác gì đó thì suy nghĩ ra được. Như vậy khi nào mà muốn chụp hình thì cởi ra đó. Là như vậy. Rồi bây giờ tiếp theo đây. Áo này là size small. Đây là những cái áo voan, voan lưới mỏng mà chị em nào cũng phải cần hết. Nhiều khi các chị em mặc những cái áo ngang qua giống như CC nè, hoặc là áo hai dây, hoặc là áo hở nguyên một cái lưng sau luôn. Các chị em chồng cái áo này vào, trời ơi CC nó đẹp ngất ngư luôn á, nói thiệt luôn. Bây giờ không cần coi trước đẹp đâu, đằng sau mới đẹp. Áo đằng sau hở lưng mà có dây hoặc là không dây luôn là đẹp, cực kỳ đẹp. Bạn không nhìn thấy đâu, người ta nhìn người ta thấy đẹp. Đó. Cái này màu da CC có một cái duy nhất à, size small ha. Các chị em mặc đầm hai dây, đầm ôm, áo thun, mặc với váy đều rất đẹp. Các chị em mặc cái váy này nè, rồi ở bên trong các chị em mặc thêm một cái áo thun hai dây đi, các chị em khoác với lại cái áo này, hai màu này đi với nhau rất đẹp. Ở bên trong các bạn có thể mặc một cái áo màu da đây, váy mình vải phi, áo voan lưới có những hộp hơ, bộ này là tuyệt đẹp đó. Áo size small, váy size medium. Váy là mình vải phi, váy là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đó. Còn áo là thời trang ở Mỹ. Cái áo này có một cái duy nhất thôi. Bây giờ qua tới những cái áo lưới này. Cái này CC có đủ size luôn. CC mua khoảng 10 cái đó. Size small, size medium, size large có 3 size. Thì chị em nào muốn mua cho CC biết là bạn muốn size nào. Cái này nó chỉ là một cái áo voan để khi các bạn mặc áo hai dây thì các bạn chồng vào đi ăn tiệc cũng được, đi chơi cũng được. Với cái áo voan này các chị em mặc áo hai dây quần thụng, mặc quần jean, mặc quần sọt, mặc với váy, mặc với áo đầm, miễn sao nó hai dây hoặc là nó ngang qua, rồi các bạn chồng cái áo này vào trên cả tuyệt vời, đẹp lắm luôn đó các bạn. CC sẽ mặc cho các bạn xem. Bạn nào cần mua size nào cho CC biết cái size nha.
Các chị em chụp hình ở dưới tấm hình ghi cho CC một chữ. Còn các chị em mà chỉ chụp hình gửi qua thôi là CC lướt qua cái tin nhắn của các bạn. CC phải coi xong hết CC mới trở lại với các bạn. Thì có thể là các bạn sẽ bị miss CC. Có thể là CC không tìm thấy các bạn được nữa. Cho nên muốn CC trả lời liền luôn á. Gửi một tấm hình ghi cái size ở dưới. Gửi một tấm hình ghi cái size ở dưới. Có một nét chữ mà các bạn nói các bạn bấm không được. Thì cái gì CC cũng thua các bạn. Nói thật. Các bạn gửi hình không thì các bạn cũng phải chờ. Chẳng thà các bạn làm thêm một động tác nữa thôi. Chỉ có một cái nút bấm thôi mà CC biết à, chị A, chị B, chị C muốn mua cái này nè, cái hình này nè, size small nè, size medium nè, size large nè. Dễ cho CC mà các bạn mau được trả lời. Còn các bạn chờ CC hỏi lại rồi CC lại chờ các bạn trả lời lại là người ta mua mất tiêu rồi. Cho nên chúng ta làm cái gì mà nó gọn, nó ngắn, nó rút thời gian để có câu trả lời liền thì rất tốt nha. Hãy giúp CC điều đó ha. Không cần các bạn viết nhiều. Gửi một tấm hình ghi chữ S hoặc là medium hoặc là chữ large. Chữ S, chữ M, chữ L trong ba chữ đó bạn chọn một chữ. Đúng sai các bạn. Như vậy dễ lắm mà lẹ nữa. Lý do những người người ta mua được nhiều là tại vì người ta ghi rõ ràng hết trơn. CC trả lời liền khi CC đọc tin nhắn đó luôn, không có cần phải hỏi lại. Còn những người mà không có viết sai cho CC mà CC thấy trời đất ơi sao chị này chỉ lựa nhiều sai quá vậy trời, thì có thể là chị mua cho gia đình bạn bè hay gì đó, nhưng mà chị cần ghi cái sai để em khỏi phải hỏi tới hỏi lui mất công. Nói thiệt luôn á nha, giúp CC một chút đi. Đó, mấy bữa nay nè, video đăng lên là bán hết sạch luôn đó các bạn. Không còn một bộ nào trong video đó luôn. CC phối đồ đẹp quá luôn. Tại vì đi mall lớn mua đồ đẹp. Đây nha, small, medium, large, 3 size. Bạn nào cũng cần cái áo này hả, nó bảo đảm luôn. Đây, chúng ta gọi là phụ liệu, chứ không phải là áo gì hết trơn. Phụ liệu làm cho cái áo đầm của chúng ta nó đẹp hơn. Cái này trắng. Rồi, hết rồi đó. Cái trắng và cái đen CC có đủ size. Mỗi thứ CC có khoảng 10 cái lận ha. Đây. Còn cái này thì chỉ có một cái duy nhất thôi ha. Cái áo sơ mi trắng này lủng lỗ ngôi sao ha, cũng chỉ có một cái thôi, size small. Bộ này CC có 3 bộ. Bộ CC đang mặc là X small, hai bộ kia là size medium. Và tiếp theo đây, bộ này thì chắc chắn là nhiều người thích rồi. Các bạn nào yêu thích vải xô thì chắc chắn là các bạn sẽ rất yêu thích. Đây là quần nha, áo liền quần, ở dưới có cái đáy ha, thoải mái, dễ mặc, mình vải xô. Đây là thương hiệu thời trang ở Mỹ, nhưng mà cực kỳ là hot nha. Size X small, CC mặc vừa y luôn nha, vừa như là may luôn nha. Tuyệt vời, các chị em nào thích đi du lịch thì chắc chắn là các bạn rất thích những kiểu như vậy. Ngồi tán luôn, thoải mái lắm, cực kỳ là sướng luôn. Rộng rãi, thoải mái, có túi, là cái dạng quần váy nữa, rất là dễ mặc. Tuyệt vời, rẻ tiền nữa. Đúng chất vải xô luôn ha. Mang dạng giày này ha, mê luôn. Đơn giản nhưng rất đẹp. Và tiếp theo đây, thật là xinh đẹp luôn. Mê nhất là cái màu, cái kiểu đẹp như là một nàng công chúa vậy đó. Đây là mình vải KT. Ở bên trong có lớp lót dài tới chân.
size medium, hai cái đều là size medium. CC để lại một cái mặt, còn một cái CC bán. Thật là đẹp luôn. Catezo không có độ co giãn ha. Họ lót nguyên một cái áo đầm luôn rồi. Cái ngực của CC mặc size medium vừa khích như là may luôn. CC mặc cái áo đầm này thật là đẹp luôn. Đẹp không tưởng luôn đó các bạn. Vừa y như may luôn. Ngực 88, eo bụng 72. Chiều dài vừa ha. Eo ngực mông vừa hết, vừa như y luôn, vừa như may luôn vậy đó. CC nói vậy là các tình yêu biết rồi đó. Vừa khích luôn. Thành ra bạn nào số đo không đúng đừng mua nha. Vì đây là mình vải Catezo không ăn gian được. Cho nên phải đúng như CC như vậy nè thì các bạn mới mặc được. Ngực 88, eo 72 thì các bạn mới mặc được ha. Bán một cái thôi à. Size medium. Và tiếp theo đây, đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, size medium, mình vải tôm, đầm sơ mi. À, size small, xin xin nói lộn, size small, vai liền ha. Mình vải tôm, có hai túi. Đây là dạng đầm sơ mi, mặc như vậy. CC là thích mặc như vậy, khỏi phải cột. Vạt bầu là mốt của năm nay, mới nhất, ai cũng thích hết. Vạt bầu đó chúng ta mặc, có nhìn nó có cá tánh lắm, nhìn hay lắm. Đã vậy rồi, còn được thêm cái màu này nữa. Với thương hiệu này thì khỏi phải nói rồi. Đây là thương hiệu giấc mơ của CC. Chỉ dám đứng ở ngoài nhìn vào thôi, không dám bước chân vào tiệm. Vì nó quá sang, lúc mới qua Mỹ, không dám bước vào luôn đó các bạn. Họ trưng bày, họ trang trí sang lắm. Có người đứng ở ngoài để đón các bạn vào. Trời ơi, lúc đó mới qua Mỹ mà đâu có biết tiếng Anh, tiếng U gì. Chữ nghe cũng còn không được nữa. Rồi tiền cũng đâu có đâu. Đứng ở ngoài nhìn ngớ ngẩn vậy đó các bạn. Nhớ mãi trong đầu không bao giờ quên. Cho nên là thầm nói với lòng mình, mình có được tiền, đầu tiên có được tiền, không biết tiền ở đâu có, mẹ cho hoặc là gì đó không biết, là sẽ đi ra cái tiệm này, bước vào tiệm để mua liền một cái áo đầm cho giấc mơ của mình. CC đã làm được điều đó. Sang và đẹp vô cùng. Các bạn thấy không? Chỉ là một cái áo đầm mình vải tôn đơn sơ như vậy thôi, một trăm mấy chục đô. CC thương hiệu này nhiều lắm. Bây giờ biết mua đồ on sale rồi, chứ ngày xưa đâu có biết. Đó, CC mê hiệu này lắm. Với lại cái hiệu này đó, họ dành cho người Á Đông mình hay sao không biết nữa. CC mặc vừa lắm luôn á các bạn. CC thiếu chiều cao đó mà CC còn mặc vừa. Thương hiệu này đó, CC mua đó, không cần phải sửa ở một cái gì. Size X small, small là CC mặc vừa y, không cần phải sửa. Thích các bạn. Mê. Mặc đầm này các chị em đeo cái giỏ lớn ha. Thật là đẹp. Màu đẹp. Các bạn xem, họ may những cái đường viền, cái áo nhìn nó sắc sảo lắm, các bạn nhìn hay lắm. Hiệu này với CC là tuyệt vời. Mo CC đâu có đâu. Thương hiệu này phải nằm ở những nơi lớn như là Cali á mới có. Các bạn Cali thì thôi khỏi nói rồi, ai cũng biết những thương hiệu này rồi. Với các bạn ở bên đó thì những thương hiệu này là bình thường đối với họ. Nhiều lắm. Và tiếp theo đây, trời ơi, CC nó thiệt là mê luôn đó các bạn. Đầm này là size small. Bạn nào mà vai ngang á, trời ơi, bạn mặc cái áo này mà không đẹp nữa, cái gì CC cũng thua bạn. Bạn sẽ đẹp và sang vô cùng luôn. Mang về bút nha các bạn. CC thấy cái áo ngẩn ngơ luôn. Đẹp, quá sức đẹp. CC là siêu tầm về vải jean đó, CC có nhiều lắm, mấy chục cái. Mỗi một năm tự thưởng cho mình tới mấy chục cái đầm jean.
Đồ bikini mỗi một năm mùa hè CC tự thưởng cho CC 30 bộ. 30 bộ một mình CC. Đầm jean 20 cái và còn những cái khác rất nhiều. Cái đó là thưởng cho mình đó. 30 bộ bikini cho một mùa hè là tại vì nhà CC có hồ bơi, party hoài 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 mỗi tuần. Rồi CC ở Florida mà, biển mà. Ngày nào CC cũng đi bộ ngoài biển. Tự thưởng cho mình đó. Thành ra những cái áo choàng, những cái áo khoác, những bộ bikini, CC nhiều bao la. Hết mùa là mang hết ra cho Goodwill. Đẹp lắm các bạn. Thích lắm, một mảnh, hai mảnh gì cũng mặc tối bụi. Quần đùi, quần sọt gì chơi láng hết trơn là đẹp lắm các bạn. Tự thưởng cho mình đó các bạn. Và cái đầm này phải nói là trên cả tuyệt vời luôn, không có một điểm nào chê cái đầm này. Chỉ có một điều là CC mặc không được, bạn vai ngang bạn mặc là đẹp xuất sắc luôn. Đây, vai ngang bạn mặc nó sẽ lên như vậy nè, size small nhưng mà medium vẫn mặc được ha, rộng rãi thoải mái. CC mê cái tay quá à, cái tay đẹp quá chừng đẹp luôn nè, xuất sắc không. Đây là thương hiệu thời trang ở Mỹ, nhưng mà thương hiệu này nổi tiếng lắm, nhưng mà nổi tiếng trong nước Mỹ mình thôi. Với những cái dạng đầm như vậy, các chị em lựa những cái loại túi như vậy nè, túi vuông hoặc là túi hình chữ nhật, nhưng mà nó là cái loại như vậy nè, trời ơi đeo là đẹp mê luôn. Cái này là thương hiệu ông già ha, cái này mới mua ở sát phíp đó, để được nhiều đồ lắm. Bên này một ngăn, chính giữa một ngăn, bây giờ người ta nhét như vậy rồi không lấy ra được, lấy ra là khỏi bỏ vô luôn á. Da nè rất là mềm. Đây là thương hiệu của Pháp, ông là nhà design của hãng Chanel đó. Cái bóp này quá xuất sắc luôn. Cái áo đầm jean này các chị em đeo với cái bóp này là không có một điểm nào chê luôn nè, mê luôn. Rất tiếc là CC không mặc được. Trời ơi, bạn nào vai ngang mặc chắc đẹp lắm luôn đó. Bạn nào mà có mua mặc chụp hình tặng CC đi, CC thích những kiểu đầm như vậy lắm. Nhưng mà các bạn biết không, thương hiệu thời trang ở Mỹ đó họ ít có may size X small lắm, ít lắm. Small. Xuất sắc luôn, mê ly luôn. Không có một điểm nào chê cái đầm này. Mình phải jean mà nó cũng mát lắm. Nó hơi dày dày chút nhưng mà nó không có nóng. Với cái túi này ha, cái này gọi cái túi đi ha, bóp túi gì đó, để được nhiều đồ lắm đó. Trời ơi, mê ly luôn các bạn ơi. Xuất sắc luôn ha. Size medium mặc vừa cái đầm này nhé. À, tiếp theo đây, với cái đầm này là không còn điểm nào chê hết đúng không? Mùa hè tới rồi. Đây, đứng thật gần cho các bạn xem cái hoa văn nè. Trời ơi, phải nói là xuất sắc luôn. Đầm này mà các chị em đi dạo phố biển thì thôi, nói cái gì nữa. Mê ly luôn. Đây là mình vải xoa. Nếu mà nói xoa cát thì cũng không đúng là xoa cát, nhưng mà nó là mình vải xoa. Họ may cái bản thun trước và sau luôn. Nhưng mà cái thun này họ may không có chật, cho nên là CC mặc nó không có bị đè cái ngực lại. Nó rất là thoải mái, vừa y như may luôn. Cao đầm này, tại vì các bạn biết ngực của CC là bắt buộc nó phải là size medium cái phần này, còn phần này thì nó xoa như vậy rồi là ok. Đầm này chiều dài bụng ngực vai eo mông tất cả luôn như mây luôn á. Đầm này size medium đẹp xuất sắc luôn. Một cái duy nhất, mấy bữa nữa là CC đi về Florida rồi đó các bạn, cuối tuần này nè, thì chị em nào mua
thì mua, không mua là CC mặc hết trơn rồi các bạn. Mê quá là mê luôn, không còn một điểm nào mà có thể chê luôn. Mặc cái này đi dạo phố nè, oh my god, thật là tuyệt vời. Phải nói là trên cả tuyệt vời. Phải nói là cái đầm này đẹp quá các bạn. Nhưng mà tiếc một điều là CC mặc không vừa. Đầm này là size X-more. Mình vải kate xô, đúng chất vải xô. CC mê cái tầng ở dưới nè. Vai vừa luôn á. Tay phùng, nhưng các bạn thấy cái ngực nè, nó hơi chật nè đúng không? Nè. Nó bị găng một chút. Bây giờ nếu cởi ra như vậy thì ok nè. Nhưng mà cởi như vậy đâu có được. Tại nó là cái cổ tim xuống như vậy rồi. Nó phải chận ngay đây. Trời ơi, CC thiệt là tiếc nè, các bạn nhìn thấy không? Nó bị găng nè. Quá là đẹp cái đầm này luôn. Đầm này mang bata. Các bạn kiếm những cái beo này nè, các bạn thắt mới đẹp ha. Người ta để sẵn con bọ cho các bạn rồi. Thì kiếm những cái dây da. Cái beo này là size medium, medium, hiệu CK. Rất là đẹp cái beo này. Dây da nha. Đây. Thì các chị em mặc cái đầm này nè, các chị em phải thắt cái beo, loại beo da mà cái size nó như vậy nè mới được nè, mới đẹp á. Đẹp quá là đẹp các bạn ơi, mê ly luôn á. Ở đằng sau nó tự động, nó phùng cho các bạn rồi. CC rất là thích những cái áo đầm nào mà ở đằng sau nó tự động nó đổ như vậy nè, đẹp lắm các bạn. Rồi, ở đằng trước này nó không có, nó thẳng cho nên là các chị em mới cần phải có cái beo ngay đây. Chứ nếu mà đằng trước này nó phùng mà nó đổ như vậy nữa, nó che mất tiêu cái beo rồi. Thành ra các bạn lưu ý nha, với cái đầm này thì các chị em rất cần phải có cái beo nó mới đẹp cái áo đầm được. Còn không có cái beo là không đẹp đâu nha các bạn. Ngực các bạn nhỏ hơn CC chắc khoảng 2 phân thì các bạn sẽ mặc vừa y như may luôn. Size X-more được. Đầm này là size X-more mà. Với điều kiện ngực các bạn nhỏ. Ngực các bạn khoảng 85 đi. Và các bạn mặc đẹp lắm luôn đó. Đẹp lắm nha. Đẹp lắm luôn đó. Các bạn thấy CC mặc đẹp không? Thật đẹp luôn á. Mà chỉ bị cái ngực thôi. Mang bata ha. Trời ơi. Mê ly luôn. Bữa nay bụng là một tô bún bò thật là to, cho nên bữa nay cái bụng to. Đây nha các bạn, thật là đẹp. Nhớ nha, ngực phải 85, size X-more mới mặc được. Đầm này mình vải xô, không có độ co giãn. Với lại CC nhờ các tình yêu của CC như vậy, khi CC review CC mặc như thế nào, CC cảm nhận được liền, CC chia sẻ liền. Các bạn lắng nghe. Nếu các bạn thích cái áo đầm đó mà các bạn không nhớ được thì các bạn có thời gian hơn CC, các bạn trở lại cái video đó vào cái hình nào, cái áo đầm nào các bạn thích, các bạn nghe kỹ lại rồi các bạn mua. Chứ bây giờ các bạn gửi cái hình cho CC rồi bạn hỏi ngược lại CC nữa, CC đâu có nhớ được. Một cái video này CC review mấy chục bộ, mấy chục cái cảm nhận, nói qua rồi là rồi, sao nhớ nổi. Thành ra các chị em muốn mua mặc được, các chị em phải tự làm việc đó, chứ đừng có hỏi ngược lại CC. Em ơi, cái áo đầm đó nó làm sao? Chị ơi, cái áo đầm này nó như thế nào? CC chịu thua, không trả lời được. Không nhớ. CC đâu có thời gian mà ngồi lại để coi lại cái video đó rồi trả lời với các bạn một lần nữa, không có thời gian. Nói thật là như vậy luôn. Thành ra các chị em nào thích cái đầm nào vào ngược lại cái video đó, coi ngay cái khúc cao đầm đó, nghe CC chia sẻ là chính xác nhất luôn. Vì cái sự cảm nhận của CC khi mặc
Như thế nào nói liền luôn. Chỉ có điều CC lộn cái sai là lộn rất nhiều. Nhưng mà trước khi mà CC báo giá tiền với các bạn, CC hay coi lại sai lắm. Ngoại trừ mà mệt quá, đuối quá, không đứng dậy nổi để ra coi cái sai thì chịu thua. Còn cái chân mà không có mỏi vẫn đi ra, mò ra đứng coi được là vẫn coi cho các bạn ha. Thành ra hãy giúp CC điều đó nha. Dễ quá các bạn, nhưng với CC là khó đó ha. Và tiếp theo đây, đầm này là quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Đầm này là các tình yêu của CC nhắn nhiều lắm 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 luôn ha. Đây là mình bãi xô. Đây là một thương hiệu thời trang ở Mỹ, nhưng mà nổi tiếng, cực kỳ là nổi tiếng. Họ chỉ ra cái mình vải xô này thôi, ngoài ra không có một loại mình vải nào khác. Những người ở Mỹ họ trông chờ vào mùa hè để đi mua cái thương hiệu này mặc thôi à. Là tại vì cái kiểu đầm của họ design nó đẹp. Bạn to, bạn thấp, bạn cao, mình vải này giống như là họ độc quyền luôn vậy đó. Thương hiệu này, cái mình vải này nè, mình vải xô mà nó mát, nó không biết diễn tả làm sao luôn các bạn. CC review thương hiệu này nhiều lắm đó, đầm dài, đầm ngắn. CC mặc vừa y luôn nha, đầm này mặc vừa như mây luôn nè, cái vai đúng vai luôn, rồi tay bèo bèo nè. Đầm này bên trong có lớp lót rồi, vừa đẹp, vừa dễ mặc, vừa rẻ tiền, bỏ vô máy giặt giặt thoải mái luôn. Đầm này là không bao giờ on sale các bạn. Nhưng mà họ bán giá cũng rẻ quá rồi, còn on sale gì nữa. Người ta mua hết trơn rồi, đâu còn tới on sale đâu. Ở Mỹ thì suy nghĩ chắc ai cũng có thương hiệu này. Đẹp quá, đẹp mà dễ mặc luôn, dễ lắm luôn, ai cũng mặc được hết. Tuyệt vời, thích lắm. Cái này là màu đỏ cam, trong phone mình nó ra cam quá, nhưng mà ở ngoài là đỏ, nó gần như là đỏ bật đô luôn á các bạn. Nhưng mà trong phone mình với ánh đèn nhà CC nữa, nó ra thành màu cam, nhưng mà nó không phải màu cam đâu nha, màu đỏ nha các bạn, đỏ cam, đỏ đậm, đỏ cam, đẹp. Và tiếp theo, thật là tuyệt vời không ạ? Đầm này size 4, CC mặc vừa y luôn. Ngực vừa, eo vừa, mông vừa, tất cả rất vừa. Đây là cái lớp lót đắp lên. Hãy tự tin đi nhà hàng với chiếc áo đầm này. Đây là mình vải thun lạnh. Màu sắc đẹp, kiểu đẹp. Rồi, cái mạc nó văng đâu mất tiêu rồi. Không thấy cái mạc đâu hết ha. Đầm này họ may hai lớp nha các bạn. Đầm này, cái phần ở trên này, từ đây trở lên họ may hai lớp. Cái phần ở dưới này thì họ đắp qua như vậy rồi, coi như cũng hai lớp mặt trước. Phải nói là tuyệt đẹp cái đầm này. Size 4, mặc vừa y luôn. Mình vải thun lạnh nhưng mà nó không có lạnh ngắt đâu nha. Lạnh mát mát, không nhăn nha. Đây là cái áo đầm không nhăn nè. Chị gì đó ơi, đây đây, cái áo đầm này không nhăn đó, khỏi ủi nè. Chị đã để lại một dấu ấn cho em. Mỗi lần em mặc cái đầm là không nhăn là em nhớ tới chị liền. Các bạn làm gì mà các bạn để lại dấu ấn cho CC là CC không bao giờ quên các bạn hết trơn. Đó là đây nha. Ôi cái đầm này tuyệt đẹp luôn. Đầm này mang giày bata trắng đẹp à. Thiệt là thích cái đầm này nha, cái tình này thiệt thích luôn. Mặc thấy eo nè, thấy không? Eo nè. Hoảng. Tuyệt đẹp luôn. Và tiếp theo đây, với bộ này thật là tuyệt vời. Là vì sao? CC mặc, CC cảm nhận được. Những bộ này bạn nào cũng có, nhưng đặc biệt cái mình vải thun này, đây mới đúng là cái mình vải thun đẹp độc lạ. Thun lạnh cũng không phải,
Bạn sờ tay vào nó như satin vậy đó, nhưng mà nó là thun, nó láng mà nó mịn như là satin, là cái bộ này. Bộ này ở đằng sau có nón, ở đằng trước là cổ. Đây là dạng bộ ấm. Thí dụ như các bạn đi chơi đâu đó lạnh, hoặc là sáng sớm dẫn chó đi đi phố nè đó, thì các bạn mặc như vậy. Quần lưng thun, dưới lai có cái bo. Đây là size XM, CC mặc rộng rãi, thoải mái vô cùng luôn, đúng size của CC luôn. Và đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng. Các bạn sờ tay vào cái mình vải này nè, các bạn mới mê. Mấy này CC mua cho CC không à? Thấy on sale là mua, thấy on sale là mua, nhiều lắm các bạn. Mà ở Mỹ ai cũng phải mặc hết mà. Và mặc với lại cái áo thun ba lỗ bên trong thôi. Đây, khi nó sale nè, rẻ tiền. Nhưng mà cái mình vải này lạ lắm, đẹp hơn hết tất cả những cái mình vải kia. Thành ra chúng ta mặc là để chúng ta cảm nhận được, chúng ta hưởng thụ những cái gì nó đẹp, nó lạ. Còn những kiểu này thì kiểu nào, hãng nào sẽ thấy cũng có một kiểu này chứ có gì khác đâu. Nhưng nó khác là ở cái mình vải. Cái áo này mặc hơi ấm, đi ăn khuya, đi sáng sớm, tuyệt vời luôn. Một bộ trắng đen là đã đẹp rồi. Hồi nãy định mặc áo đen nhưng mà đen luôn nó lại không đẹp. Nè, áo này là, trời ơi, CC nói khỏi chê luôn. Các bạn sờ tay vào cái mình thun, các bạn mới biết là tuyệt vời như thế nào. Thì bây giờ với cái quần này, các chị em mặc rời đúng không? Quần này các chị em mặc không như vậy, với những cái áo khác. Nếu mà bây giờ trời nó lên nắng rồi thì các chị em mặc như vậy. Cái áo thun này nè, có hai cái trắng với đen, CC mua hết hai cái luôn. CC thích cái áo thun này là ở cái gì các bạn? Chỉ là áo ba lỗ thôi nhưng mà CC thích lắm, là ở dưới này nè, cái lai của nó. Họ may cái bo, các bạn thấy cái bo không? Cái bo nhỏ nè. Đó. Đây là cái đẹp nhất mà dành cho các bạn nào cái bụng nhỏ nhỏ đó. Nếu nó không có cái bo này thì nó thẳng xuống như vậy, rồi mình phải kéo kéo lên ha, thì nó cũng ôm được, nhưng mà nhờ cái bo này. Đó là lý do mua cái cặp áo này, mua cho CC đó. Nhưng mà không thích ở cái gì? Không thích ở cái cổ này nè, nó cao quá. Với các bạn thì được nhưng mà với CC không được. Cái ngực nó to quá. CC thích cái cổ nó sâu xuống nữa thì nó mới đẹp. Còn cái này nó nằm ngay ở đây với CC thì tùy các bạn. Không có mặc đỡ thôi. Nhưng mà nó đẹp là đẹp cái này nè, CC mê cái phần này nè. Còn cái này mà cái cổ nó khoét sâu một chút nữa là CC mê lắm luôn. Rồi, thì bây giờ với cái quần này, đây là cái dạng quần mặc đi ra đường chứ không phải là mặc trong nhà ha. Thì chung với những cái áo đắt tiền một chút. Áo này là hiệu Michael Kors, cũng là size XM. Bộ đồ CC đang mặc cũng là size XM ha. Các chị em lưu ý hiệu Michael Kors, CC nói là họ may cái size lớn lắm, rộng lắm. Đây là XM CC mặc mà các bạn thấy không? Rất là rộng luôn á. Nhưng mà nói chung là mặc được lắm. Đây. Thí dụ như với cái quần này, các chị em mặc với cái áo này, đi phố, đi uống cà phê, đi đâu đó, trời ơi, CC nói là quá là tuyệt vời luôn, mà lịch sự, sang nữa. Thật là đẹp cái quần với những cái áo này. Cái áo này cần các chị em có cái bụng to nha. Thì cái bo này nó sẽ ôm. Như CC nè, không có cái bụng nè, các bạn thấy mặt nó tuột xuống vầy nè, hết đẹp rồi. Nó phải lên như vậy, rồi nó phùng ra như vậy thì nó mới đẹp được. Size XM nè, đó, mà CC mặc rộng như vậy nè. Cái này không chừng các bạn size medium mặc được đó. Hoặc là các bạn small, người các bạn tròn, các bạn mặc được đó. Cần các bạn có cái bụng. Còn cái bụng mà xẹp giống như CC đừng mua áo này. Áo này mặc đẹp lắm. Đẹp mà sang mà lịch sự nữa đó. Áo này nè, hồi đó có bán một hai cái rồi.
Phải có bụng mặt mới đẹp, không có bụng đừng mua nha, mặt không được đâu, nhìn không đẹp đâu. Đó, với những cái quần như vậy nè, các chị em mặc với những cái áo như vậy, không còn một điểm nào chê luôn. Mang đôi giày này, à, cái áo này hiệu Michael Kors, đôi giày này cũng hiệu Michael Kors, CC có nón hiệu Michael Kors kìa. Cách đây mấy ngày có review nón đó, bán cũng 5 cái rồi đó, hình như còn có vài cái. Tuyệt đẹp không? Thành ra mua bộ này, bộ này là size X small, thì mua luôn cái áo này nếu các chị em có cái bụng to. Còn các chị em không có cái bụng to, chị suy nghĩ là mặt không đẹp đâu, mặt nó sẽ bị xuống như vậy nè đó. Cho nên là chị suy nghĩ là đừng mua đó, nhưng mà tùy các bạn muốn mua hay không là tùy thôi. Tuyệt vời, thật là tuyệt vời đó, xuất sắc luôn. Mặc như vậy nhìn nó rất là thể thao đó, rất đẹp đó. Cái mình vải này xì sờ tay xì mê quá các bạn, nó như là vải phi vậy đó, nó không biết rằng cái mình vải thun gì đó mà nó đẹp vô cùng đẹp luôn nha. Đó, một bộ này ha, cái áo Michael Kors ha. Còn cái áo bên trong CC có một cặp trắng đen size small nha. Đó, thì chị em nào muốn mua cái nào thì mua. Chị em nào mà thích mặc cái cổ nó cao cao như vậy nè, à thì chị em mua được. CC muốn nó phải sâu xuống như vậy nhưng mà nó không có. Mê là mê cái like thôi. Mê là thấy cái lấy liền các bạn. Đó, mặt nè nó tự động nó rút lên cho các bạn, thích lắm các bạn ơi. Hôm nay có mặc quần đụng không nè, đẹp ha, ưng ý vô cùng luôn. À, tiếp theo đây, bộ này thì chắc chắn là các tình yêu của Sisi mê lắm rồi, nhưng mà cũng cần cần chị em nào có cái bụng. Bây giờ nếu các bạn không có cái bụng to thì nó như vậy nè, đâu còn đẹp nữa đúng không? Các chị em có cái bụng thì cái bo này nó chặn lại nè, rồi cái áo nó phùng phùng lên như vậy nè, trời ơi đẹp hết ý luôn. Cái mình vải thun này với lại cái bộ đen hồi nãy là một loại mình vải đó các bạn. Bộ này size small đẹp quá là đẹp, nhưng mà không có cái bụng mặt cũng được, phải có cái bụng một chút. Làm sao mà để cho cái này nó phùng lên nè, à, cũng phùng nè. À nhưng mà nhút nhát tôi nói lại, nói chung là cần bạn có cái bụng thì bạn mặc bộ này đẹp lắm luôn, đẹp từ cái màu luôn cho tới mình vải cho tới giá tiền. Ôm trai CC ngồi nhìn CC say đắm luôn đó các bạn. Hiểu tiếng Việt không con? Con hiểu không? Thương ghê luôn á. Đây, quần ống rộng nha các bạn. Trời ơi đẹp vô cùng luôn. Đi du lịch đâu đó mang theo, tối tối đi ăn khuya lấy ra mặc. Wow, tuyệt đẹp luôn các tình yêu ơi. Trời ơi, bộ này là đối với CC không có một điểm nào chê. À, sao CC thấy CC cũng mặc được nè các bạn, nè. Cũng được, nhưng mà cũng phải cần bạn có cái bụng một chút. Đôi khi nó cũng tự động nó. Đó thì giờ CC làm đủ kiểu cho các tình yêu nhìn rồi đó ha. Đó thì tùy các bạn. Đẹp quá là đẹp, phải nói mê luôn mấy bộ này. CC mua mấy bộ này là các bạn yên tâm đi, CC lựa những bộ này đẹp lắm. Là vì sao? Mỗi ngày mặc một bộ, 5 giờ sáng dẫn mấy con chó đi với ổng á, ổng có con chó bẹp rê to lắm, ổng dẫn đi, CC kèm mấy em này đi theo chung, đi một vòng đó về là hết 1 tiếng. Đó, thành ra mỗi ngày đi là mặc một bộ đẹp lắm các bạn. Bạn mặc rồi các bạn thích lắm, mê lắm. Đây là đồ mặc đi ra đường nha, chứ không phải đồ ở nhà nha. Mê ly luôn. Màu sắc đẹp. Phải có cái bụng đẹp. Và tiếp theo đây, bộ này là giống bộ xanh hồi nãy CC mặc đó ha.
Hai bộ giống nhau y hệt luôn, khác cái màu thôi ha. Cùng size small luôn. Và bộ này cũng là cùng mình vải với lại những bộ đó luôn. Cổ sơ mi dây kéo ngắn, quần ống rộng. Vai liền, nách rộng. Bộ này size X small. Bộ này có túi. Trời ơi, mặc những bộ này thật là mê luôn. Đổi cái nón này đi các bạn. Nón này hiệu Guess, màu đen. Wow, tuyệt vời. Xuất sắc đó. Size X small ha. Các bạn muốn mặc một bộ thì mà các bạn chỉ muốn mặc quần không, với lại những cái áo thun ba lỗ hay là gì đó, rất đẹp. Wow, mặc cái quần này với lại cái quần độ mông, rồi cái mông đẹp quá các bạn ơi. Đó, đẹp quá ha, thiệt là thích luôn, mặc thật là thoải mái luôn. Đi du lịch đâu đó, thí dụ như đi xa, đi xe hoặc đi máy bay gì cũng vậy, mặc bộ này đi ra phi trường hoặc là ngồi ở trên xe rất là thoải mái luôn. Đi một đoạn đường dài hoặc là ngắn, trời ơi mê luôn. Các chị em đi Việt Nam mặc bộ này ngồi trên máy bay rất là ấm, khỏi đắp chăn luôn, thật là đẹp luôn. Những cái mình thun này là không có nhăn đâu, tuyệt vời, phải nói là quá đẹp những bộ này luôn. Mê quá. Đúng là đi những cái mall lớn mê quá các bạn ơi. Xuất sắc luôn. Các chị em thấy Sisi lên trên đó mua toàn là size nhỏ không không? Tha hồ cho các bạn lựa. Mà Sisi không dám mua size lớn nhiều. Mua về sợ không đúng ý các bạn, rồi các bạn không mua Sisi làm sao? Đâu có đi lên trên đó trả được. Mà CC không có thích trả đồ, cho nên CC chỉ mua size CC và con CC thôi, X small, small thôi, hoặc là có một ít medium thôi. Mua size lớn với điều kiện cái đó phải sale nhiều, phải đẹp luôn, CC mới mua size lớn. Còn đa số là X small với small không ạ. Đẹp quá các tình yêu ơi, mê luôn các bạn ơi. Ngày nào Sisi cũng như vậy, lấy đâu mà không yêu đời. Sáng trưng luôn rồi đó các bạn, gần 8 giờ sáng rồi mà Sisi còn tỉnh mơ. 12 giờ trưa mới ngủ. Lúc này giờ giấc thay đổi túi bụi rồi các bạn. Thật là tuyệt vời, phải nói là trên cả tuyệt vời. Với những bộ này mặc đi ăn khuya là mê ly luôn đó. Xuất sắc, đẹp quá. Và tiếp theo, bộ này là quá mê đúng không ạ? Bộ này là size medium. Bộ này các chị em mặc đi biển là không còn một điểm nào chê luôn. Các chị em kéo cái dây cao lên ha, tại vì họ đính cho các bạn thôi nè. Các bạn kéo cao lên thì nó rất là vừa ha, rồi cột dây lại, tại vì CC không có muốn bập dây của các bạn ra. Đó. Chị em nào mua thì mua, không mua là CC mà. Đây là những kiểu mà CC mê lắm. CC nhiều đồ lắm cho nên là CC muốn cho các chị em lựa trước đó. Đây. Hở lên. Ở phần trước nó không có hở như vậy đâu. Các chị em thâu dây lên ha. Cột lại theo ý các bạn. Các bạn có nhìn thấy cái váy đẹp mê không? Không có một điểm chê luôn cái váy này. Trời ơi, đẹp cực kỳ là đẹp. Thấy cái lấy liền luôn. Không có một điểm nào chê cái váy này luôn. Và đây là cái áo khoác đây. Các chị em muốn khoác thì khoác. Nhưng nếu mà CC mặc thì CC sẽ không khoác đâu, là tại vì CC thích mặc như vậy.
Mê mà. Tuyệt vời ha. Không còn một điểm nào để chê. Chị em là sữa ngực mặc áo này chắc đẹp lắm à nha. Size medium đó, bộ này nè, size medium. Váy đẹp, vô cùng là đẹp ha. Quá mê luôn đó. Bộ này với CC là không còn một điểm nào có thể chê luôn đó các. Bộ này với CC là không còn một điểm nào chê luôn. Nếu các bạn ngại hở quá thì đây khoác như vậy. Cột cao lên ha. Đó. Không có hở đâu, cột cao lên là không có hở đâu. Tuyệt vời không ạ? Các bạn muốn mua gì mua? Muốn mua áo khoác thì mua ha. Muốn mua bộ này thì mua ha. Hay là muốn mua cái váy rời, cái áo tùy các bạn, hay muốn mua gì mua. Cái này là CC phối thôi. Đây là những cái áo khoác mà chị em là cũng phải cần. Các bạn cần lắm luôn đó. Cứ việc mua một cái mà treo trong tủ đi các bạn. Bảo đảm là các bạn cần. Các bạn đi ở trên phố, các bạn đi du lịch, đi phố biển hay là bất kỳ ở một nơi du lịch nào, đi ngoài trời, các chị em cần lắm luôn. Thứ nhất là che nắng, thứ hai nó rất lịch sự và nó rất đẹp. Vì đây là cái kiểu mùa hè năm nào cũng vậy, mà mình vải muslin nữa, mát lắm, che nắng cho các bạn. Màu sắc đẹp, mình vải mỏng lắm. Khi các bạn đi gặp gió đó, nó bay cái tà đó, nhìn các bạn hay lắm. Các bạn ra đường để ý đi, nhiều người mặc như vậy. Bên trong các bạn có thể mặc bất kỳ cái đầm nào, hoặc là những bộ đồ sọt. Rồi các bạn khoác những cái áo này nè. Các bạn thấy năm nay không? Sisi nói năm nay là năm vạc bầu nè. Thật là đẹp ha. Đây là một cái áo khoác nha. Và cái áo khoác này là size medium. Màu này thì nó nhu hơn. Màu xanh đậm và lợt. Rồi màu đen. Thì đây cũng là mình vải muslin giống như cái này ha. Cái này cũng vạt bầu xẻ nè. Hai cái này giống nhau đó các bạn, khác cái màu thôi ha. Cái này là size small, cái xanh là size medium, hai cái nha. Chị em nào muốn mua cái nào cho CC biết. Và bộ CC đang mặc là size medium. Và tiếp theo đây các bạn, đầm này size medium cho nên là nó rất là dài. Các chị em nào size medium hoặc là size small, các bạn cao thì các chị em mặc sẽ rất đẹp. Nếu mà nó dài mà đi ra biển thì không ăn nhầm gì cả. Tại vì đi ra biển, những cái áo đầm này nó phết ở dưới cát hoặc là ở dưới nước thì nó mới đẹp. Cho nên với CC sẽ cầm cái áo đầm này đi ra biển. Mà CC có nhiều hình như vậy lắm. Đẹp lắm. Thì các bạn khỏi cắt like. Nhưng mà đầm này mà thí dụ như các bạn mặc đi nhà hàng ăn này nọ cũng không được đó. Đầm này thì chỉ có nước là đi dạo phố biển thôi. Đây là mình vải xô hai lớp ha. Rất là đẹp luôn. Đó. Mặc sang và đẹp lắm. Với CC thì CC không cắt like đâu. Đi ra biển mặc như vậy nè. Đứng ở ngoài biển chụp vài tấm hình. Thật là đẹp luôn. Áo đầm nó phết ở dưới cát. Trời ơi, tuyệt vời. Và Sisi có được cái nón này. Thích cái nón này là vì nó có cái dây này nè. Các chị em đi du lịch hay là đi bất kỳ nơi nào chơi, thứ nhất là nó che nắng, nó có cái quai này, nó không có bay.
mà các chị em cũng không cần là phải vịn lại nè. Đó, như vậy nè, đó có dây, thành ra là các chị em sẽ khỏi sợ ha. Cici thì ít có bao giờ mà buộc dây lắm, cho nên là Cici không quen như vậy ha. Đó là như vậy các bạn. Thì các bạn muốn đội sao đó các bạn đội ha. Nhưng mà ý của Cici là nó có cái dây, cái nón màu trắng rất là đẹp luôn. Đó, mặc với lại cái đầm trắng này là tuyệt vời. Đầm này là size medium. Đây là thời trang ở Mỹ ha. Thật đẹp bộ này. Tuyệt vời ha. Rẻ tiền lắm các bạn. Và tiếp theo đây, thật là đẹp đúng không ạ? Mùa hè của chúng ta là như vậy. Với những bộ đồ như vậy và những cái giỏ bằng vải ni lông như vậy, không có thấm nước mưa, không sợ bụi, không sợ dơ. Đó, mùa hè của tất cả mọi người ở Mỹ là như vậy, chứ không phải là riêng một mình Cici đâu các bạn. Thì bây giờ trước nhất để nói về cái đôi giày này nè. Đôi này là hiệu Lauren, là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Size 5 bằng nhung, Cici mang vừa y luôn. Một đôi duy nhất. Trước khi Cici mang, chị em nào muốn mua thì mua. Đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, Lauren. Nhẹ lắm, thật là thích luôn cho mùa này đi du lịch. Và kế tới, đây là cái giỏ hiệu ông già. Rất là nhiều ngăn để chúng ta để đồ. Một ngăn, hai ngăn, ba. Đây là cái nón hiệu ông già. Cici có tới mấy màu lận, màu trắng, màu đen, màu cam, màu xanh ha. Nhưng mà cái logo này nó khác nhau hết. Cici mang đôi giày này. Đôi giày này Cici mang size 6 lận.